Nát thứ nhì, quý vị cho đang kiểu này. Đây là tháng thứ nhất. Tất nhiên là quý vị cưới một ngày cưới, ba ngày nghỉ. Và hết là thứ ba, quý vị quay lại một. Một tháng quý vị cho nó qua bên em là tháng thứ nhì. Lúc đó là 30, 10 mình lên 100 rồi. Lúc này là nó có gia hạn rồi, nó phù ra rồi. Chứ quý vị cho ăn cái này hoài thì không được. Nó cao nhập tốt nhất. Rồi tháng thứ ba quý vị cho đang tiếp tục hình này nữa. Và qua tháng thứ tư quý vị cho nó vô quy trình 1 của cây đăng rô. Lúc này nó có dạ hành, nó có củ rồi, quý vị phải cho nó giọt lên. Chứ không có mà nuôi cái kiểu này hoài, nên cây nó sẽ chai đi. Và khi mà quý vị ra giường á, khi mà ra ra giường quý vị bắt đầu là phun tưới cho nó rồi đó, thì cái việc đầu tiên của quý vị á, làm ơn cho nó tăng cường cái ngừa nấm bệnh bằng mancozeb. Một gram cho một lít nước mancozeb trước khi cho nó ăn phân. Mancozeb để cung cấp vi lượng cho nó, mangan với kẽm để cho nó phát triển thân và lá. Chứ quý vị không đưa thì khi nó bắt đầu nó quang hộp được ánh sáng thì có một số lá, cái đầu ở ngoài đầu lá nó sẽ vàng đi nha quý vị. Hỗ trợ nó bằng mancozeb cho tôi vi lượng, ngừa nấm bệnh luôn. Tất nhiên thằng này là một tháng đầu, thằng này hai tháng kế tiếp giữ cái liều lượng như thế này. Qua tháng thứ ba quý vị cho vô cái quy trình cây bốt. Để 5-6 tháng sau nó là cây bốt giống như Thái Lan. Mancozeb là trước khi vô này. Đúng rồi, trước khi vô cái này. Cô nhắc lại, khi hai tuần, một tuần đầu khi ra chai để đó khoan trồng, để trong mát. Tuần sau quý vị trồng, để một tuần nữa trong mát luôn. Qua tuần thứ ba quý vị đem ra giường, đầu tiên xịt mancozeb. Rồi qua ngày hôm sau là chơi cho nó liền. Và quý vị nên nhớ lúc nào cũng phải giữ ẩm cho cây thì cây nó còn tơ. Khi mà thấy cái lá nó heo héo thì quý vị phun nước ướt lá thôi. Còn quý vị trồng sơ dừa thì phải ướt sơ dừa nghe. Còn tảo thì ướt lá thôi. Rồi đúng rồi, này cái bạc mà mình phủ để tránh xương nó nước thì khi nào giờ là ba tháng hả, cái bạc này mà để làm cái gì mà cho khi mà cho ăn nó lần cái thứ ba rồi thì bây giờ vẫn có thể để đó, rồi nay mai mình gỡ cái tấm bạc ra. Khi nào mà nó lên nó trưởng thành cái bốt, cái giá hành nó bự á, nó giống như hôm trước mình trồng cái năng rô mà mình cắt rễ đó tháng này thì cho nó ra quả vàng luôn. Lúc đó mình trồng chậu rồi, thành cây bót rồi. Thầy nói gì rồi sao mình cây bót mình
năm phải giữ cái chậu ra chứ. Không, để nguyên, không có bỏ gì hết á. Để nguyên giống như hôm trước mình trồng cái bốt xe dừa đó. Để luôn, bảo nó có nhiều đó đâu ăn nhầm gì. Mình vô chậu lớn mà. Thì để trồng cho thành công đó, thì các anh chị thấy là mình phải còn lúc trước các anh chị không biết, trồng xong rồi xịt thuốc nấm mà trồng liền, con người ta mới ra chai trồng liền, đem ra vườn phun liền, tưới liền là chết liền, mà nhất là xịt thuốc nấm nữa là chết nữa, nó chưa có ai muốn gì được. Cái này này là áp dụng cho tất cả các loại. Đúng rồi, cái môn đơn thân và đơn thân. Đúng rồi, trong giai đoạn mô á, chứ không phải là tùy giống gì hết. Rồi sao mà qua cái bốt rồi đó thì mới là tùy theo giống. Ra mình quên nó đi, thấy không? Thì mình cho nó ăn thì các chị sẽ thấy là nó bốc, nó lớn hàng bữa. Chứ cây mô mới ra mà các chị dập nó thì thua, chết chắc luôn. Còn cái kiểu này không chết một cây luôn. Các chị thấy nó héo héo khi mà mình để trong vườn á 1-2 tuần á, các chị đừng lo, nó vẫn còn xanh, nó héo là do nó mất nước thôi. Các chị phải để cho nó từ từ nó thích nghi với cái môi trường của mình, nó quen. Chứ tự mình thấy mà nó qua đây hay là ở đâu đó, người ta làm cho mô nó tới từ trong chai, nó hưởng thụ một cái không khí nhưng mà trong lành, không ô nhiễm, mà giờ mình móc mình cho nó ra thế nè, nó đụng chọi với vi khuẩn nào nấm bệnh rồi này nọ sâu đầy tùm lum, mà các anh chị không phải để cho nó tự chống chọi, mà các anh chị không ngừa nấm bệnh là các anh chị giết nó, hãy để cho nó thích nghi, hãy có cái điều kiện nó hưởng được cái không khí ngay cái giường mình, mà với điều kiện là đói ăn đói uống, chỉ ẩm thôi. Quý vị nên nhớ ẩm nha, chứ không phải là đè đầu con người ta tưới chèm nhẹ là thối á. Nó nói trước thấy heo héo các vị đừng sợ nó chết, nó không chết đâu. Mà khi các chị ra ngoài giường rồi, các chị bắt đầu là phun phân rồi, mà họ hàng ngày là các chị đã có tưới giữ ẩm cho nó, là nó có mê mộng rồi, nó tiếp xúc rồi qua lá, chứ lúc đó cái rễ nó đâu có ăn gì được đâu. Thì lúc đó quý vị cho nó ăn qua lá, thấy không nè, bởi vì nó mát, thấy không nè, nó ở trong mát rồi nó không có ánh sáng mà, thì khí khổng nó mở. Còn quý vị đem ra giường sớm quá, khí khổng đóng mà để không có, nó ăn chỗ nào. Thấy chưa, quý vị phải hiểu rõ cái trình về cái này. Mà khi mà đem ra giường có nắng rồi thì phải cho nó ăn, bằng cách là đầu tiên kích thích rễ đó nè, vừa ăn vừa ra rễ. Mà trong lúc mình để trong mát, nó đã ra rễ rồi. Còn quý vị mà không tha bê bộ tưới nước lạnh căm thì cái rễ nó từ từ nó tan và nó tiêu. Rồi, tôi nhắc lại, khi trước khi cho nó ăn cái này, đem ra giường, quý vị phun nước xong, phun mang cô giết cho tôi buổi chiều nha, 1 gram cho 1 lít nước. Rồi qua ngày hôm sau là cho nó bắt đầu là ăn uống. Để cho cái này là mình ngừa bệnh, nhưng mà ngừa bệnh thiếu, đưa mangan và kẽm vô để cho nó hỗ trợ lá và rễ thân để tạo giả hành sau này của cây mô. Như cây mô quý vị lô ra là chưa có giả hành, đưa ra giường cho nó bắt đầu là ăn theo cái quy trình tăng trưởng, thì quý vị đừng quên canxi và magie. Để cho cái cây con nó nhựa gấp 3 cây mẹ, rễ phải phát triển do canxi, phần ngọn, phần thân, phần ngọn của lá do magie. Cái ngọn, cái lá trên ngọn phải dài ra.
thì nếu mà các anh chị phun cái thằng súp be canxi hay là súp be magie thì tuyệt vời, cái cây nó rất là nhanh, giọt cao, lá ngọn dài to dày, rễ phân nhánh to mập, đầu rễ dài. This is our call, we rise and we fall.